Video đầu tiên là video này nè, video đầu tiên là video này nè. Bạn thấy không? Số view là nhiêu ta? Bị ngược đúng không? 381 view. Nhưng mà bạn biết là lúc mà đầu tiên, à không còn thêm video này nữa, cái video mà bánh tráng phơi xương, bạn thấy không? Bánh tráng phơi xương á, bây giờ nó là 520 view đúng không? Lúc mình đăng lên á, nó là con số 0 tròn chỉnh. Ví dụ như mình tạo hai kênh nè, mình tạo hai kênh đăng lên view bằng không, bạn hiểu không? Để đăng lên 3 video đầu tiên view không không luôn, chỉ có không thôi bạn, thề các bạn luôn, không được 100 view nữa. Ví dụ như bạn tạo một kênh mới và bạn quay ba xàm ba láp trong gia đình, bạn quay cảnh lúc bạn đang làm cái gì đó, không có cần nội dung nha, nhưng mà ít nhất cũng được là 100-300 view. Còn mình làm một cái kênh mới re-up và mình lấy một cái video khác bê qua, cũng chỉnh sửa xào xáo một tí xíu, mẹ view bằng không, tức gì đâu mà tức. Thế là phải chơi chiêu hả? Thế là phải chơi chiêu. Khi mà bạn chỉ với bạn một cái mẹo, khi mà bạn kênh của bạn bị không view nè, là các bạn lấy một cái video khác. Bạn lấy một cái video khác ha. Video nào mà bạn thấy nó hay, nó thú vị á, cái này do các bạn đánh giá thôi, mình cũng khó đánh giá thì các bạn lắm. Đây mình giới thiệu cho các bạn xem cái kênh re-up của mình. Này nó nghe vi phạm quá, nhưng mà chia sẻ trong livestream thôi, tại vì nó không có lên video, không có giữ lại nha. Đây đây bạn có thể search, sau cái livestream này bạn search thử nha, gấu Hà Mang nha. Rồi bạn sẽ thấy nè, thấy không ta? Đây video đầu tiên là video này nè, video đầu tiên là video này nè, bạn thấy không? Số view là nhiêu ta? Bị ngược đúng không? 381 view. Nhưng mà bạn biết là lúc mà đầu tiên, à không còn thêm video này nữa, cái video mà bánh tráng phơi xương, bạn thấy không? Bánh tráng phơi xương á, bây giờ nó là 520 view đúng không? Lúc mình đăng lên á, nó là con số 0 tròn chỉnh. Đăng từ sáng ngày chủ nhật mà đến tối ngày thứ hai coi lại vẫn không view, vãi đái, không hiểu tại sao luôn. Mình có lúc đó rất là nhiều, có rất là nhiều cái lý do hiện lên trong đầu tôi. Đó là tôi xài cùng nhiều TikTok trên một cái tài khoản điện thoại. Cái tài khoản điện thoại của tôi hiện giờ đang có rằng đó là 5 cái tài khoản TikTok. Cái thứ hai á là có thể là nội dung re-up cho nên là nó bị block, nó không có phân phối, không có nhiều view. Mẹ không view hoài luôn, mẹ không 2 ngày trời vẫn không view. Thế là bạn biết không? Đổi chiến lược lên bạn, đổi chiến lược lên. Mình thường like vào buổi tối anh Duy. Đổi chiến lược các bạn, đổi chiến lược là gì? Lấy những cái video thú vị ở trên top hoặc trên YouTube. Chết bà. Rồi sau đó cắt ra. Được đây, sau đó các bạn thấy nè. Đây là video mà mình làm lại. Bạn thấy bao nhiêu không? 770.000 view, 770.000 view. Và từ 770.000 view này nó kéo toàn bộ những cái video còn lại lên. Từ video mà không view này, từ video không view này là nó lên bây giờ là 380 view. Và video này nó lên 520 view. Đó, đó là cái mẹo dành cho những bạn nào mà đang bị không view. Bạn hiểu không? Bạn hiểu cái cách này không? Chưa, mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần tốn tiền. Cách này đơn giản vậy thôi đó. Cách này là khi mà bạn bị không view, không phải là do kênh của bạn đâu, không phải là do bạn bị IP. Có được nhiều đội trên mạng á, nhiều tụi trên mạng, nhiều group á, nó nói là cái ID của các bạn nó bị đánh, hay là do bạn xài nhiều tài khoản TikTok ở trên một điện thoại, hay là cho cái kênh của bạn là cái kênh zombie. Ê, không biết là top này chữ thề được mọi người ha, mình thật sự mình muốn chữ thề trên đây. Không có cái gì mà bị zombie các bạn ơi, cái kênh mình mới tạo mà, tạo bằng email mình mới tạo luôn, số điện thoại mình mới mua. Các bạn coi này, mua một mớ sim. Đây, mua một mớ sim về để mà làm. Không view, tức dễ sợ. Thế là phải chơi cái chiêu này, và chiêu này nó có hiệu quả bạn, chiêu này có hiệu quả và nó lên view à. Sau đó là những cái video sau này mình đang lên thì nó mới bắt đầu nó lên view á bạn. Rồi mình có thêm một cái kênh nữa nè. Này mua ham ăn đúng không? Gia Dụng. Rồi. Đây. Có thêm một cái kênh nữa là cái kênh về Gia Dụng. Gia Dụng, nhưng mà mình chưa kiếm được một cái video nào đó mà để mà nó ăn đề xuất, để mà nó kéo view á. Cho nên là bây giờ cái kênh nó vẫn lạc đẹp. Đây. Nè, đây, thêm một cái kênh nữa nè. Cái kênh này nè, đó. Bạn thấy không, lạc đẹp không? Không view, 5 view, 6 view.
9 view là cao nhất. Cái kênh này cũng bị y chang, đó là cái kênh này, là cái kênh hồi nãy mà mình cũng bị y chang cái kênh này á. Là không có view nào, bạn hiểu không? Không có view nào luôn. Nó là con số không tròn chỉnh. Và mình nghi là mình khi mình lấy nội dung re-up là nó bị đánh và nó không được view. Cho nên là mình phải thử cách khác. Lúc mình không biết là tài khoản của mình bị lỗi hay là do cái ID máy hay là cái gì. Có nghĩa là mình sợ lỗi về kỹ thuật á. Nhưng cuối cùng mình test thì mình thấy là gì? Không phải, do cái nội dung thôi, do cái nội dung thôi. Thế là mình phải thử lại các bạn. Và nó cũng có một phần hên xui các bạn ha. Bạn phải thử nhiều. Bạn phải thử nhiều bạn mới ra được một cái video và nó ra xu hướng là. Nếu bạn làm re-up, ví dụ như cái kênh này hiện tại nè, mình chưa có tìm được một cái video nào để mình đăng lên mà nó kéo được hàng chục ngàn lượt view hết. Nhưng bạn chờ đi, mình sẽ kéo được, mình sẽ kéo cho bạn xem. Tại vì mình tin vào cái khả năng cảm nhận video của mình khá ok. Có nghĩa là mình tóm lại các bạn là gì? Nếu như cái kênh bạn bị không view á, thì bạn cứ liên tục tiếp tục làm cho mình, nhưng mà nhớ đổi mới nha, nhớ đổi mới cái nội dung đó. Bạn sẽ làm đến khi mà bạn có một cái video mà nó đâu đó được hơn 20-30 ngàn view trở lên, thì khi đó là cái kênh của bạn, lúc đó mới là lúc mà cái kênh của bạn thực sự đi lên. Cái lúc đó là lúc mà TikTok á, hay là cái người dùng trên TikTok á, họ mới định nghĩa được bạn là có tồn tại và người ta mới xem những video của bạn thật sự luôn. Cái kênh nha, cả cái kênh mình đang livestream nè, cái kênh Tùng Chu nè, là lúc mình làm đâu đó là đến 3 tuần thứ 3 rồi. View mà cao nhất á, kỳ đó mình làm video á, mà view được có vài trăm à, ngàn là cao à. Thậm chí là mình lấy cái video của ông mọi người biết là cái kỳ của bà Phương Hằng không? Kỳ bà Phương Hằng mà bà kiện ông thầy thuốc gì đó. Đó, cái kỳ đó đó. Hình như cũng 1-2 năm rồi, đúng không? 2 năm rồi đúng không? Đó. Mình cũng bắt trend từ cái kỳ đó. Mình lấy những cái chích đoạn của bà Phương Hằng với lại ông Dũng Lò Vôi. Và mình lên các bạn, lên các bạn nha, lên nha. Kỳ đó thật sự lên, cắt ra và đăng lên. Nó lên được đâu đó, lên được 3.000 view. Trời ơi, mừng lắm các bạn ơi, lúc đó 3.000 view mừng lắm luôn á. 3.000 view là một cái gì đó mà cảm giác như là nó thành công tới nơi rồi, mẹ sắp chiến thắng tới nơi rồi. Nhưng mà sau đó lạc đạc, video tiếp theo mẹ vẫn có 100, 200, 300 view. Nhưng mà ít nhất là đến thời điểm đó là mình đăng video mình cảm thấy là nó cũng có ai xem. Chứ không phải là chỉ có vài chục view, bạn hiểu không? Mình hiểu các bạn cũng đang làm bị như vậy luôn. Các bạn đang làm, các bạn cũng bị là like lên làm video cũng giống như người ta, cũng giống như mấy kênh mẹ trai xinh gái đẹp hay là mấy cái trend của người ta. Nhưng mà thấy tụi nó làm đâu đó vài chục ngàn view mà mình mẹ không có ai xem hết. Nếu hiểu tại sao được, đúng không? Không hiểu tại sao được. Bởi vì đó các bạn, bởi vì chúng ta chưa làm đủ mà, chưa làm đủ nhiều, chưa đụng điều các bạn, chưa làm điều và chưa làm đủ nhiều á. Khi bạn làm đều và đủ nhiều á, thì nó bắt đầu á, là nó mới bắt đầu nó kéo những cái video còn lại bạn lên. Từ chối đi, ủa sao? khi mà bạn được một video mà trên 20-30 ngàn view á, thì bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái video của các bạn ở trên top nó hoàn toàn thay đổi. Có nghĩa là lượt xem nó sẽ tăng lên không quá nhiều đâu, tăng lên một ít thôi. Nhưng mà nó lượt tăng, và lúc đó là lúc mà các bạn cần phải duy trì cái sự điều đặn đó, duy trì cái content đó. Có nghĩa là cái content đó là cái content nó phù hợp với các bạn á. Ví dụ nha, kể câu chuyện của mình. Là lúc mình làm cái kênh đó, mình làm nó về kiến thức và mình làm giới thiệu phim, nhưng mà mình làm không ai xem hết. Nhưng mà từ cái lúc mà mình thấy mình làm giới thiệu một cái app điện thoại nó lên, thì tự nhiên là mình lúc mình chưa nhận ra các bạn, nhưng mà sau đó thêm một vài video nữa thì mình làm những cái giới thiệu app điện thoại, thì mình mới thấy là sao những cái video mà mình giới thiệu những cái app, những cái shop nó rất là nhiều người xem, hàng chục ngàn lượt xem luôn. Và mình nhận ra rằng gì, là cái kênh của mình á, nó đang được mọi người trên top này định hình là cái kênh giới thiệu những cái tool, những cái cheat, những cái app hơn là kiến thức. Thật ra là nó đi ngược với định hướng của tôi, bạn hiểu không? Nó đi ngược với định hướng của tôi. Tôi là tôi thích nói cái kiến thức hơn, tại vì kiến thức thì mọi người sẽ học được nhiều thứ hơn. Còn ba cái tool thì nó dễ thay đổi lắm. Nhưng mà người ta lại thích xem cái tool hơn. Má, thế đời thế nó mới đau. Nhưng mà ok thì ok, mọi người thích cái gì thì mình chịu cái đấy, mình làm cái nội dung đó bạn. Nội dung tool thôi. Mình xen kẽ nội dung tool vào. Cho nên là lâu lâu mà mình muốn tăng lượt view á, thì mình dễ lắm, mình không sợ. Ví dụ như mình có thể dừng. Thật ra là gần đây mình dừng cái kênh này đâu đó cũng gần 1-2 tháng á, từ lúc cưới vợ đến giờ. Mình dừng tại vì mình làm một số cái dự án kinh doanh khác. Nhưng mà quay lại bạn thấy kênh nó vẫn lên, có những video lên vài chục ngàn lượt view, vẫn bình thường. Tại vì mình biết cái thế mạnh của mình là giới thiệu những cái tool. Cho nên mình chỉ cần làm một số
video liên tục giới thiệu những cái tool, những cái công cụ thôi, là mình biết chắc luôn là tự nhiên nó sẽ lên view à, chắc chắn luôn.